Sức mạnh tàu sân bay duy nhất của Đông Nam Á, HTMS Chatrinathrup là soái hạm của Hải quân Thái Lan, nằm trong nhóm tàu sân bay hiện đại có kích thước nhỏ nhất hiện nay. Với chiều dài 182m và lượng giãn nước chỉ 11.500 tấn, Chatrinathrup nhỏ hơn nhiều so với lượng giãn nước 61.000 tấn của tàu đô đốc Kuznetsov hoặc hơn 100.000 tấn của siêu tàu sân bay Mỹ. Kích thước nhỏ khiến nó trông giống tuần dương hạm hạng nhẹ hơn là tàu sân bay. Tốc độ tối đa của tàu sân bay HTMS Chatrinathrup đạt 27 hải lý giờ. Tàu chở 393 thủy thủ, 62 sĩ quan, 146 phi công và các nhân viên phục vụ đội bay. Được hạ thủy vào năm 1996. HTMS Chatrinathrup có nhiệm vụ tuần tra vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế của Thái Lan, cũng như thực hiện các hoạt động tìm kiếm cứu hộ. Trong những năm gần đây, con tàu cùng phi đội SH-60 Sea Hawk hiếm khi rời khỏi cảng nước sâu chắc xa mét. Vào đầu những năm 2000, máy bay chủ lực của không đoàn trên tàu HTMS Chatrinathrup là những tiêm kích AV-8A do Anh sản xuất. Tuy nhiên, các máy bay này nhanh chóng quá tuổi thọ hoạt động và sớm bị loại biên. Hiện nay, chiếc HTMS Chatrinathrup có vai trò giống một tàu sân bay trực thăng, nhưng nó gần như không còn tham gia hoạt động hải quân. Truyền thông Thái Lan gọi HTMS Chatrinathrup là du thuyền trị giá 336 triệu đô la Mỹ hay Titanic. Do nó được chỉnh sửa để có không gian sinh hoạt rộng rãi cho hoàng gia Thái Lan trong các chuyến ra biển hiếm hoi. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.